Đây là ngọn núi lửa cao nhất trên đảo Bali, Indonesia. Ngọn núi lửa nổi tiếng với các hoạt động phun trào nham thạch lịch sử và hiện tại, cũng đã có những đợt phun trào làm ảnh hưởng đến khí hậu ở đây. Ngọn núi lửa rất hùng vĩ. Trong clip các bạn có thấy là đỉnh ngọn núi lửa có thể chạm đến mây và máy bay có thể bay qua đỉnh núi lửa. Máy bay ở đây là loại máy bay Airbus to A320, là loại máy bay rất cao mà chúng ta thấy ngọn núi lửa, đỉnh của nó ở ngay bên cạnh, chứng tỏ ngọn núi rất hùng vĩ, to vĩ đại.